chúng ta lại tiếp tục di chuyển trên con đường Kinh Dương Vương, trục lộ chính, đi từ khu vực bến xe miền Tây đi vào trung tâm Sài Gòn. Trước kia thì nó cũng là trục lộ chính kết nối từ khu vực của vòng xoay An Lạc đi vào trung tâm. Sau này thì chúng ta có những đường ở phía ngoài để đi ngang qua Sài Gòn một cách dễ dàng hơn. Quý vị thấy ngay những cái vòng xoay, những cái điểm giao nhau với các đường lớn, đây là vòng xoay Phú Lâm, thì quý vị thấy có một cái chốt kiểm soát. Chốt này sẽ có thể yêu cầu mình dừng lại để kiểm tra các giấy tờ, để xem coi mình ra đường có nguyên nhân, có lý do chính đáng hay không, có giấy đi đường hay không. Nếu không có thì quý vị không biết rồi, chuẩn bị 2 triệu nộp phạt. Còn nếu có thì chúng ta sẽ được di chuyển. Và khi di chuyển qua khu vực của vòng xoay Phú Lâm này thì bắt đầu chúng ta đến với cái khu vực của cầu Ông Buôn. Nơi đây thì quý vị thấy có một cái nhà máy phía bên tay phải, nhà máy dược OBC, nổi tiếng với cái sản phẩm là dầu gió khuynh diệp cho mẹ và em bé đó. Thì trong mùa dịch này mình có thể sử dụng cái dầu khuynh diệp để cùng với nước nóng, nước gần sôi để xông, để giúp cho việc kháng được cái virus rất là tốt. Đây là cái cầu Ông Buôn. Và khi qua khỏi cầu Ông Buôn này thì chúng ta bắt đầu mình thấy mình đi vào con đường mang tên là Hồng Bàng. Đoạn này thì con đường bắt đầu nó là ranh giới giữa hai cái quận, nằm ở khu vực mà người ta nói rằng là có rất là nhiều người gốc Hoa sinh sống, đó là quận 6 và quận 11 quý vị nhé. Và phía bên tay phải sẽ là quận 6, còn bên tay trái phía bên kia đường sẽ là quận 11. Đấy, quý vị thấy các cái con đường chính nên là cái lưu lượng xe di chuyển cũng còn đông, vì khi Thịnh quan sát hai bên vì đang chạy xe không dừng lại được. Nếu mà quay ngang quay phải thì quý vị thấy những con hẻm, những con đường nhỏ trước kia mình có thể đi qua đi lại thì bây giờ người ta đã chặn dây rất là nhiều, chỉ còn những trục lộ chính thôi. Còn đây là vòng xoay cây gõ, ngày hôm nay đã được xây dựng thành cái cầu vượt bằng sắt, giúp cho cái việc lưu thông dễ dàng hơn và không ách tắc cái con đường này nữa. Và từ đây nếu mình muốn đi vào khu vực của trung tâm nhanh hơn thì chúng ta cũng có thể đi bằng con đường 3 tháng 2 bằng việc là đi ở phía dưới cầu. Và con đường cắt ngang vuông góc với con đường Hồng Bàng này đó là đường Minh Phụng. Nếu rẽ phải thì mình sẽ đi về hướng của khu vực Bình Tiên, còn mình đi rẽ bên trái mình sẽ đi vào khu vực trung tâm của cái công viên Đầm Sen đó, rất là nổi tiếng quý vị nhé. Thì nói sơ về khu vực của quận 6, quận 6 thì dân số khoảng 240.000 dân, và ngày hôm nay quận 6 đã chích được khoảng 90% cho người chích vaccine đấy quý vị, cho người trên 18 tuổi. Và như thế thì đây cũng là một trong những cái quận có cái tỷ lệ chích vaccine nhanh và cao của thành phố. Ngoài ra thì cái quận 11 thì quận này còn cao hơn nữa, quận này đã chích được 98% cho dân số trên 18 tuổi của mình. Và quận 11 thì dân số ít hơn quận 6. Quận 11 thì dân số hiện tại theo thống kê năm 2019 thì có 210.000 dân, quý vị thấy cũng khá ít. Và cái tỷ lệ này thì người ta nói là cái mũi chích này tính dựa trên tỷ lệ là dân số trên 18 tuổi quý vị nha. Và hiện tại dưới 18 tuổi thì chưa được chích. Hy vọng rằng thời gian tới mình sẽ có cái dịp để tiêm ngừa và chích ngừa cho các cái bạn nhỏ đó luôn, thì giúp cho cái miễn dịch cộng đồng cao hơn. Lúc bấy giờ thì cuộc sống nó sẽ trở lại bình thường. Quý vị thấy rằng là hiện tại chỉ thị 16 đang diễn ra và con đường Hồng Bàng này vẫn rất là đông, vì đây là trục lộ chính. Đấy, các đường bên cạnh mà nhìn vào thì mình sẽ thấy người ta đã giăng dây hết rồi. Phía trước cái tòa nhà màu vàng đó, mình nhìn thấy từ xa thì đây là cái tòa nhà của chợ vải Xóa Kình Lâm. Người ta định xây dựng nó thành cái trung tâm buôn bán thương mại về vải sợi. Và hiện tại thì nó cũng cùng chung số phận với cái tòa nhà được thu dụng là bệnh viện. Và chút xíu nữa chúng ta thấy là hiện tại là chỉ có mặt phẳng ở dưới có người sử dụng thôi, còn các căn hộ ở phía trên thì hầu như không có. Đây, phía trước đây là giao lộ với đường Nguyễn Thị Nhỏ. Và để đi vào khu vực của chợ lớn, chúng ta sẽ bắt đầu rẽ bằng những con đường bên tay phải quý vị. Đây, đường Nguyễn Trãi là con đường cũng là trục lộ chính đấy, nhưng mà người ta đã chặn bớt rồi, vì thấy dăm dây ngang không có cho di chuyển được, buộc mình phải di chuyển bằng con đường Hồng Bàng. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước vào cái khu vực của quận 5 quý vị nha. Quận 5 thì ở đây đó thì quý vị cũng biết rằng là mình sẽ đi tiếp để mình đi vào đến trung tâm của quận 5. Và cái tòa nhà màu xanh đây là cái tòa nhà được sử dụng, chưng dụng
để trở thành cái bệnh viện dã chiến để điều trị Covid. Và trước kia nó rất là nổi tiếng, nó có cái màu hơi nâu, màu gọi là màu nho nho mắm ruốc chút xíu, và sau này được mua lại ở một cái tập đoàn mang tên là Vạn Thịnh Phát. Trong đây thì có nhiều công ty con, không nhớ là công ty nào, nhưng mà tập đoàn này đã mua lại cái tòa nhà này và cải tạo lại nó, sơn lại màu xanh rất là đẹp như thế này. Và vừa rồi họ cũng đã hỗ trợ bỏ ra kinh phí để sửa chữa, để tận dụng được những cái mặt bằng của các tầng ở phía dưới trở thành cái bệnh viện chuyên dụng điều trị Covid. Và cũng tập đoàn này là tập đoàn đã tài trợ cho thành phố Hồ Chí Minh 5 triệu liều vaccine Verocell, vì cha một lượng khá là lớn. Vì vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại theo thống kê của các cái trang web của thành phố và của Bộ Y tế, thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ chích vaccine khoảng 7 triệu liều, và mình nhân lên mỗi người 2 mũi, như thế là mình phải cần có gần 14 triệu liều mà đã được tài trợ khoảng 5 triệu như thế đấy, là khá là cao. Và tốc độ tiêm vaccine của Việt Nam, của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì thuộc dạng là cao nhất nước quý vị nha, hiện tại. Và chúng ta đến với lại quận 5, quận này thì dân số còn ít hơn nữa, có 160.000 người thôi. Và quý vị thấy rằng là hiện tại quận 5 là một trong 4 năm quận đã hoàn thành cái chỉ tiêu tiêm vaccine cho 100% người trên 18 tuổi, và bắt đầu họ chuẩn bị đến cái thời gian để tiêm những người đến cái thời gian tiêm mũi 2 quý vị nha. Đó, bên tay phải thì mình có một cái bên tay trái chứ có một cái bia nhỏ nhỏ đó, nó ghi lại chữ Hồng Bàng rồi, rất là hay. Và con đường này quý vị thấy nó ngày xưa trước khi mà mùa dịch đó, thì ở hai bên đây là buôn bán rất là nhiều, nói chung là nhà nhà buôn bán cái sản phẩm rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ thấy không còn thấy nữa. Đó, một con đường bên tay phải đây như là đường Triệu Quang Phục thì phải, cũng dần dài quý vị thấy nha. Mình đi vào đó thì mình sẽ có con đường rất là dễ nhớ, và những con đường ở đây quý vị thấy đều bị dăn dây ngoài những trục lộ chính. Bên tay trái mình thấy đó là khu vực bắt đầu đến với cái bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Đây là bệnh viện phụ sản lớn thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị thấy để ý thì mình sẽ thấy rất là nhiều xe đang đậu phía trước. Vì làm gì làm, các bệnh viện luôn luôn phải là cái nơi mà được hoạt động để đảm bảo về cái an sinh xã hội và cái an toàn cho người dân vì để phòng chống dịch. Còn bên tay phải chúng ta, đây là cái bệnh viện Đại học Y Dược. Đó, quý vị ha, đầu tiên, đoạn đầu này là trường Đại học Y Dược. Còn cái tòa nhà lớn kia, đó là bệnh viện Đại học Y Dược, quý vị. Được xây dựng mới, rất là khang trang, rất là đẹp. Thì khi quý vị đi cùng với Thịnh trên cái trục đường chính này, và chúng ta sẽ thấy rằng là hiện tại ba cái quận là quận 6, quận 11 và quận 5, với cái mức độ mà những cái ca nhiễm theo thống kê của bên trang Covid của thành phố Hồ Chí Minh đó, thì mỗi một quận như này có khoảng gần 6.000 ca, từ 5.700 cho đến 6.000 ca nhiễm. Và quận 5 hiện tại là một trong những cái quận đang có số lượng ca nhiễm trong cộng đồng thuộc dạng là cao của thành phố, quý vị nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào, và cái đoạn đường này thì Thịnh thấy khá là đẹp vì nó có những cái hàng cây dầu cổ thụ. Những cây dầu này trồng được hàng trăm năm rồi quý vị, rất là to lớn. Bây giờ nếu quẹo phải thì mình sẽ đi vào đường Ngô Quyền để mình ra cái đường bờ kè, cái đường bờ sông trên tàu hủ đồng ngoài đó. Còn bây giờ ta tiếp tục đi, và bên tay phải này đó chính là cái trung tâm hành chính của quận 5 quý vị ha, cơ quan đầu não đó, các cái ban ngành, ủy ban nhân dân rồi đang nằm ở khu vực này. Và rõ ràng khu vực này Thịnh rất thích đi những cái ngày mà trời đẹp, dù có nắng thì mình đi dưới con đường này cũng sẽ cảm nhận được nó mát, nó rất là thoải mái. Và mình sẽ ấy, nhưng mà những lúc có gió thì cũng hơi sợ vì những cái cây này nó lâu năm, mình cẩn thận sợ nó bị gãy nhánh luôn kìa. Đấy, quý vị thấy tất cả khu vực này là khu vực rất sầm uất, tại vì chạy chưa đầy 500m nữa thôi thì mình sẽ đến được với cái chợ An Đông, mà quý vị thấy tất cả đều đóng cửa,
hai bên khu vực này là những cái dãy bán về xe ô tô, xe Honda, xin lỗi quý vị, xe Honda đấy. Nhưng mà ngày hôm nay đóng cửa luôn, vì đó là không phải là mặt hàng thiết yếu. Phía bên trước chúng ta, bên góc phải đó, đó là bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào con đường Nguyễn Tri Phương một đoạn quý vị nhé. Vào đây thôi, mình sẽ đến vào đường Nguyễn Tri Phương. Đây mình đi đâu mình cũng thấy nó khá là đẹp, đường phố sạch. Đại dịch này thì cái nỗi buồn là không được ra đường, và thứ hai nữa làm cho cái kinh tế nó trì trệ. Nhưng mà khi nghiên cứu và xem về các bản đồ, về xem về các cái thống kê về cái môi trường đó, thì nó đang vàng nó sẽ trở thành vàng nhẹ, đang vàng nhẹ sẽ trở thành xanh, thì cái môi trường nó được cải thiện nhiều vì lượng xe ra ngoài nó ít lắm quý vị. Như thế này thì nó chỉ bằng có mấy phần trăm trong cái dịp mà không có dịch đó, nên là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nó trở thành một cái vùng đất cũng khá là tĩnh lặng, yên bình, có thể nói là khá là vắng luôn. Nó chỉ ùn ứ ở những cái cửa ngõ ra vào, đặc biệt là những cái khu vực ở các cái trục lộ chính để đi về các cái tỉnh như là miền Đông Nam Bộ nè, đi về các tỉnh miền Trung nè, hoặc là về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, người ta tập trung rất là đông. Nếu đi tiếp thì con đường Nguyễn Tri Phương mới sẽ đưa mình đến cái trung tâm của hành chính quận 10. Còn bây giờ bởi vì đây là đường Nguyễn Tri Thanh, đường này sẽ đưa mình đến với bệnh viện Chợ Rẫy á, khu vực đó cũng khá là đông đúc. Còn bây giờ tiếp tục mình sẽ di chuyển qua con đường đường này hình như là đường Lê Đại Hành. Con đường Lê Đại Hành, con đường này cũng có một cái hàng cây rất là đẹp. Vì ở ô tô thì chạy ở giữa, còn chúng ta sẽ di chuyển bên trong. Thì quý vị thấy qua con đường này nó không phải là trục lộ chính nữa, nên là nó hơi vắng hơn. Nhìn cái này thì mình thấy cái cảnh của cái giãn cách xã hội nó rõ ràng hơn. Và phía bên tay phải là những cái trường học, còn bên tay trái là một cái nhà thờ quý vị ha. Như thế thì Thịnh đã cùng quý vị mình đi một vòng trên một vài cái trục lộ ở quận 6 giáp ranh với quận 11, rồi sau đó chúng ta đi ngang qua trung tâm hành chính của quận 5 và đi vào một vài con đường ở quận 5. Và dường như chúng ta đang đi đến một cái khu vực mà có thể nói là cũng khá sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà có rất nhiều những cái hàng quán, những cái cửa hàng, những chợ nổi tiếng. Thì clip tiếp theo, clip sau đó mình sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị ở những cái cung đường đi vào và ngang qua một vài cái chợ, những cái trung tâm nổi tiếng trong những cái ngày tháng 7 nó sẽ đông đúc như thế nào. Và ngày hôm nay khi mình đi ngang qua mình sẽ thấy nó ra sao quý vị nha. Còn bây giờ mình đã trở lại đường Hồng Bàng rồi, bây giờ thì mình sẽ đi thêm một đoạn ngắn nữa tới đoạn của Bắc Sơn Hùng Vương ngay đoạn góc Nguyễn Kim, thì mình sẽ dừng cái clip ở tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi một vài cái góc nhìn của một cái quận huyện mà Thịnh may mắn có được dịp ra trong cái đợt giãn cách xã hội 16 này để quay và chia sẻ đến cùng tất cả quý vị. Rất mong được quý vị ủng hộ, chia sẻ và đăng ký kênh. Và nếu có dịp được ra đường khi đảm bảo được an toàn thì sẽ quay tiếp về các cái cung đường và giới thiệu cho quý vị về các cái địa danh, các con đường và những cái công trình nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như những nét văn hóa về ẩm thực, về cái văn hóa của đất Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.